Dạ, xin kính chào anh chị các bạn. Hôm nay thì buổi sáng ngày 27 tháng 11 năm 2018. Chỗ này buổi sáng nay thì Diêm đi dạo một vòng thành phố biển Vũng Tàu. Đường trơn nha. Sáng nay chỗ này ngã tư Nhà Đèn chị các bạn. Sáng nay thì trời có một tí mưa ẩm ướt nên đường khá là trơn. Ở đây chị các bạn thì cách đây 2 ngày thì có cơn bão số 9 đi ngang Vũng Tàu, luôn là nhiều cây cũng đổ ngã, cây ngã, mà bữa nay thì thời tiết khá là mát mẻ rồi. Tiếng khá là mát, đang cái mùa gió đông bắc, đang mùa cái gió đông, và đất là gió đông. Ngang Vũng Tàu, bữa nay buổi sáng thời tiết có một tí mưa, đường ướt rồi. Tại vì phải đi một vòng, đi dạo phố thôi. Mình chỉ các bạn ta đi dạo một vòng của biển Vũng Tàu. Phía trước là cái ngã tư giếng nước nè. Giờ này là cái giờ người ta đi làm, mọi người đang ra đường đi làm. Đây rẽ trái đường Nguyễn Văn Ninh, rẽ phải Nguyễn Văn Ninh này. Đi thẳng là qua đường Phạm Hồng Thái, qua đường Lê Lợi. Này Diêm sẽ đi về hướng Bình Định. Đi hướng Bình Định để đi dạo một vòng ở thành phố biển đây. Tại thành phố biển này đi dạo Vũng Tàu là mình sẽ đi dạo đường này Nguyễn Văn Ninh, sẽ qua đường Trần Phú. Qua Trần Phú xong sẽ đi qua đường Quang Trung, Hạ Long, sẽ qua đường Thủy Vân và dòng là Nguyễn Văn Ninh. Thì đi cái vòng tròn ở thành phố biển Vũng Tàu này cũng khá là nhanh nếu mà đi xe máy. Đây thì đi xe máy, đi ô tô thì tốc độ chạy thành phố cũng khoảng 40 km/h thì đi dạo một vòng tầm khoảng 30 phút là đi hoàn thành một vòng tròn rồi. Còn khi mà có việc thì là đi cắt ngang cái con đường trung tâm thành phố như là đường Lê Lợi, Lê Hồng Phong, Nam Kỳ Khởi Nghĩa hay là Nguyễn Văn Trỗi. Và có vẻ Vũng Tàu cũng tương đối là bé như các bạn. Mấy ngày trước là mưa gió bão bùn ẩm ướt quá, cây nó ngã bật gốc. Nay sáng trời nắng đẹp, có một tí mưa nhẹ nhẹ thôi. Đây ngã tư Bình Định vậy các bạn, đây rẽ phải mà đi chợ Bình Định nè. Các chị nào sáng nay muốn đi chợ Bình Định thì rẽ phải đi chợ nè. Cái bến nó có cái đình Thần Thắng Nhì gọi là Bình Định. Đây rẽ trái đường Lê Lợi, đi thẳng là đi thẳng dòng biển. Với lại rẽ trái là mình đi thẳng ra khu vực bãi trước luôn. Đây đường trơn trượt, đường này là chạy rất là dễ bị trượt, đường rất là trơn. Nhưng mà chưa có dịp chạy đi xe trên cái con đường mà bị tuyết đóng băng, là nước nó bị đóng băng lại, nó dùng ôn đới. Thì sống ở cái vùng nhiệt đới thì chưa có dịp. Và cái đường này trời mưa này cũng khá là trơn như các bạn. Như các bạn nào ta đi xe thì khi là thắng mà không có độ bám đường là rất là dễ bị trượt. Nhà chỗ này là hướng về đi ngang khu vực ở chợ Bến Đá nè, phía trước là ngang Cao Phượng Đài. Con đường này chỉ các bạn nào ta đi có thể là đi nhiều năm rồi, sống nhiều năm ở Vũng Tàu hoặc là Vũng Tàu thời xưa trước đây,
đời người là thấm thoát 100 năm trôi qua rất là nhanh. Hồi xưa có bài hát là 60 năm cuộc đời, và ngày nay thì thôi em ơi có 100 năm cuộc đời. Đây bên tay trái thì càng ngược lại, tuổi thọ con người bây giờ trung bình nó cao hơn hồi xưa rồi. Hồi xưa là các ông gì ông viết cái bài là 60 năm cuộc đời, bây giờ nhiều khi ta sống tới 90-100 tuổi là rất là bình thường. Ngày nay thì y tế phát triển rồi, dinh dưỡng cũng đầy đủ. Dạ, ở đây như các bạn chúng ta đi tiếp theo đường là đường Trần Phú, Trần Dốc. Sáng nay thì có mây mờ, có mây lãng đãng trên núi. Đây có mấy cái chùa, bên tay phải là chùa Phổ Đà, bên tay trái là chùa Phổ Diệu. Phía trước bên tay trái có cái đường rẽ, còn cái chùa là chùa Quy Sơn. Bên tay trái chùa Quy Sơn. Rất là nhộn nhịp, thường là buổi sáng và buổi chiều hai cái giờ đó. Sáng thường là đi chợ mua sắm đồ ăn sáng, rồi trên Việt Nam mình là buôn bán nhỏ rất là nhiều, nên là cái nét rất là đặc trưng, buôn bán nhỏ tại khu vực này chợ phường 5. Biển này thì đây có luồng bất tình, mình sẽ ra đây chúng ta thấy được đường biển. Ra đây đây có luồng bất tình, sẽ ra đây nhà hàng Lâm Đường. Đây sẽ đi ngang khu vực ở đường phố, bán rất là nhiều hải sản. Cái con đoạn đường này giờ thành một khu vực phố hải sản nè các bạn. Đây, có hải sản ở đây luôn. Rất nhiều cửa hàng nha. Gọi là vựa hải sản, nhiều vựa lắm. Vựa rồi có những nhà hàng luôn. Ẩm thực làng cá rồi. Làng cá Mỹ Phát. Vực này là có vựa ghẹ, vựa cua. Nhiều cửa hàng hải sản. Đây, cửa hải sản đó. Thì bữa nay thì mình dạo một vòng để ngắm cảnh buổi sáng thôi.
Dạ, từ đây giờ thấy biển rất là rõ rồi. Dạ, bữa nay là sóng yên gió lặng á, biển rất là đẹp. Hôm nay đi thẳng ngoài là sẽ đến khu vực ở Bãi Dâu. Dạ, cảm ơn chị các bạn rất là nhiều đã cùng tìm vào một vòng và đường Trần Phú, Tàu. Hẹn gặp lại chị các bạn trong những video tiếp theo rất là nhiều.